êm đềm của nước ven sông. Quê hương là bầu tre nhỏ, mẹ về non lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa cau rụng trắng ngoài thềm. Quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về non lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa cau rụng trắng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn đổi thành người. Khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con về rực bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ êm đềm của nước ven sông. Quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về non lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa cau rụng trắng ngoài thềm. Mẹ thôi, quê hương nếu ai không
Hoàng Văn Lưu cùng các vị lãnh đạo trong ban ngành và toàn thể nhân dân trong khu vực Đông Dương thành tâm dâng lễ Phật, những cụ hương hoa tăng trà quả phẩm nhất thổ dâng lên trước án. Xin cung thỉnh ngài Kim Liên Minh Đại Thái Tuế, ngài Phật Cảnh Thành Hoàng cùng các chư vị tôn thần giáng lâm trước án chứng giám lòng thành của nhất thổ và lãnh đạo địa phương cùng toàn thể nhân dân. Sở nguyện của lãnh đạo cùng toàn thể nhân dân mong chư vị chấp kỳ vật lễ thụ hưởng lễ vật cũng là dùng lòng thương xót phù hộ độ trì cho chúng con cùng toàn thể nhân dân sang năm mới có một sức khỏe dồi dào, gặp nhiều may mắn, vạn sự tốt lành, nắm tài nhiều lộc, an khang thịnh vượng. Đầu xuân được sự đồng ý của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Nam Sơn cho phép cán bộ và nhân dân khu Đông Dương mở lễ hội làng truyền thống đầu xuân năm 2023 và tổ chức lễ cắt băng khánh thành sân thể thao văn hóa, trao phần thưởng cho các cháu đỗ đại học năm 2021-2022. Về dự với lễ hội làng hôm nay, thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu qua các đồng chí cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể và toàn thể nhân dân trong khu đã có mặt đầy đủ, đề nghị lễ hội nhiệt liệt chúc mừng. Thay mặt cho ban tổ chức lễ hội, xin kính chúc các vị đại biểu, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân lời chúc sức khỏe, bình an, hạnh phúc, chúc ngày hội của chúng ta thành công rực rỡ. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Việt, trưởng thôn, trưởng ban công chức, trưởng ban tổ chức lễ hội lên khai mạc buổi lễ. Rất nhiều, xin mời đồng chí. Mùa xuân là mùa của lễ hội. Hôm nay, trong không khí trang trọng của ngày xuân, long trọng tổ chức lễ hội vào hai ngày 11, 12 tháng 2 năm Quý Mão. Kính thưa toàn thể nhân dân, nét đặc trưng của làng quê Việt Nam là có núi che xanh, có đình, có chùa. Lịch sử của làng truyền lại rằng, xưa kia có một vị thần tên Nguyễn Công Cự đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm ra khỏi bờ cõi nước ta, giữ được sự bình yên. Sau khi ông qua đời, đã được nhân dân ghi nhận công lao và suy tôn ông là thần hoàng làng và lập vị thờ từ đó. Trải qua các cuộc chiến tranh, đình làng và các công trình khác của khu bị tàn phá hoàn toàn, sau khi đất nước giành được độc lập, kinh tế nước ta ngày một phát triển, Đảng và nhân ta có những chủ trương cho nhân dân các địa phương xây dựng lại các khu di tích tâm linh. Chính vì vậy, chi bộ đảng, chính quyền, khu và nhân dân đã đóng góp sức người, sức của xây dựng lại ngôi đình và ngôi chùa trên nền đất cũ. Kính thưa toàn thể nhân dân, đình là ngôi nhà lớn chung của làng, mọi người dân đều có trách nhiệm bảo vệ. Ngày sư đệ hội làng là một nét đẹp văn hóa lành mạnh, tạo nên không khí vui tươi, là điều kiện cho nhân dân nghỉ ngơi, vui chơi giải trí, tạo dựng thêm tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Lễ hội còn mang ý nghĩa biết ơn và sự tôn kính, là nét đẹp văn hóa tâm linh, có những mặt tích cực không thể phủ nhận, đó là sợi dây liên kết cộng đồng trong đời sống nhân dân. Phong tục thờ cúng thần hoàng làng và các anh hùng liệt sĩ là tưởng tớ nhớ
tới những người có công của ông cha ta. Con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Từ đó, nhân dân giữ vững niềm tin, tạo nên sức mạnh, thúc đẩy cả cộng đồng dân cư đi lên. Lễ hội hàng năm là dịp để nhân dân cầu mong cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, dân an vật tịnh, mọi nhà đều được ấm no, hạnh phúc. Đó là ước vọng của nhiều đời nay. Kính thưa lễ hội, đất nước ta sau những năm đổi mới chính sách, kêu gọi đầu tư đã giành được nhiều thành tựu to lớn. Tỉnh Bắc Ninh đang phấn đấu thực hiện thành công nghị quyết đại hội đảng bộ đề ra và phấn đấu Bắc Ninh cơ bản thành một tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Thành phố Bắc Ninh là một thành phố đáng sống. Đảng bộ và nhân dân phường Nam Sơn ra sức thi đua hoàn thành tốt nghị quyết đại hội đảng bộ đã đề ra. Kính thưa toàn thể nhân dân, quê hương ta sau 2 năm thực hiện nghị quyết của đảng bộ, nghị quyết của chi bộ, niềm tin của nhân dân đối với đảng ngày được vững chắc. Đặc biệt những năm gần đây, nhân dân xây dựng nhà trọ, ký ốt cho thuê, dịch vụ thương mại được phát triển, nhiều hộ giàu, kinh tế tăng trưởng rõ rệt, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị trong khu được giữ vững, đời sống nhân dân ngày một ấm no, hạnh phúc. Đây chính là động lực góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Với tinh thần ấy, nhân dân hãy tin rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, pháp luật của nhà nước, cộng đồng, sự đồng thuận của nhân dân, đất nước ta, quê hương ta ngày càng phát triển. Với niềm tin đó, thay mặt ban tổ chức lễ hội, tôi phát lệnh rước thần được bắt đầu. Kính chúc quý khách cùng toàn thể nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc lễ hội Đông Dương thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.
thần ngự tại đình tiền khu Đông Dương. Nay đệ tử con xin kính cẩn tâu trình, kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ, chư vị tôn thần, ngài Kim Liên Đương Cai Thái Tuế, Chí Đức Tôn Thần, ngài Vãn Cảnh Thành Hoàng ngự tại đình tiền khu Đông Dương. Đã bấy lâu nay ngài ban phước lành che chở cho dân hàng năm được bình an, được hưởng vinh hoa phú quý. Đệ tử con xin kính cáo, hôm nay là ngày 11 tháng 2 năm Quý Mão, là ngày sự lễ và mở hội của làng trong 3 ngày đến hết ngày 12 tháng 2 năm Quý Mão. Tiến chủ chúng con là lãnh đạo địa phương gồm Nguyễn Văn Việt, trưởng khu, Hoàng Công Hòa, bí thư chi bộ, Hoàng Văn Lưu, trưởng mặt trận khu, Nguyễn Hồng Thái, trưởng hội người cao tuổi khu Đông Dương, thành tâm dâng lễ vật, hiến cúng hương hoa, đăng trà, quả phẩm, xôi, quảng, nhất thổ, phù tiểu, phù lưu dâng lên trước án. Xin cung thỉnh ngài Kim Liên Đương Cai Thái Tuế, ngài Vãn Cảnh Thành Hoàng cùng các chư vị tôn thần giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành của lãnh đạo và toàn thể nhân dân, sở nguyện của lãnh đạo cùng toàn thể nhân dân cúi mong chư vị chấp kỳ bạc lễ thụ hưởng lễ vật, cũng là rủ lòng thương xót phù hộ độ trì cho chúng con cùng toàn thể nhân dân sang năm mới có một sức khỏe dồi dào, gặp nhiều may mắn, vạn sự tốt lành, lắm tài nhiều lộc, an khang thịnh vượng, gia đình hạnh phúc, con cháu thảo hiền, học hành đỗ đạt, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm, dãi thấm lòng thành, cúi xin được chứng giám. Thank you.
Quốc, Kế Thứ Quý Mão Liên, Bắc Ninh tỉnh, thành phố Bắc Ninh, Nam Sơn Phường, Đông Dương Khu. Đệ tử con là Hoàng Văn Bình, ngụ tại khu Đông Dương, được các cụ cô lão trong làng có ủy quyền cho đệ tử được ra tại đình làng Vương Đăng phụng sự thần Thành Hoàng, chư vị đại vương cùng các vị tôn thần. Ngài Kim Liên Đương Cai Thái Tuế, chí đức tôn thần, ngài bản cảnh Thành Hoàng, ngự tại đình tiền khu Đông Dương, đã bấy lâu nay ngài ban phước lành che chở cho dân hàng năm được bình an, được hưởng vinh hoa phú quý. Đệ tử con xin kính cáo, hôm nay là ngày 11 tháng 2 năm Quý Mão, cũng là ngày địa phương và nhân dân rước thánh lên miếu sơn thần. Đạo địa phương gồm Nguyễn Văn Việt trưởng khu, Hoàng Công Hòa bí thư chi bộ, Hoàng Văn Lưu trưởng mặt trận thôn Đông Dương thành tâm dâng lễ vật hiến cúng hương hoa đăng trà quả phẩm ngôi hoàn kê si chư thành phù tiểu phù lưu dâng lên trước án. Xin công thỉnh ngài Kim Liên Đương Cai Thái Tuế, ngài bản cảnh Thành Hoàng cùng các chư vị tôn thần sơn thần giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành của lãnh đạo và toàn thể nhân dân. Sở nguyện của lãnh đạo cùng toàn thể nhân dân cúi mong chư vị chấp kỳ bạc lễ thụ hưởng lễ vật, cũng là rủ lòng thương xót phù hộ độ trì cho chúng con cùng toàn thể nhân dân sang năm mới có một sức khỏe dồi dào, gặp nhiều may mắn, vạn sự tốt lành, lắm tài nhiều lộc, an khang thịnh vượng, gia đình hạnh phúc, con cháu thảo hiền, học hành đỗ đạt. Sở cầu như ý, sở nguyện tổng tâm, giải tấm lòng thành, cúi xin được kính đáng. Thank you.
người nào cũng quen được tôi sẽ giỏi hơn. Yeah.
cùng toàn thể lễ hội, các thế hệ người Đảng Viên trong đó từ muôn đời luôn trân trọng văn hóa nghệ thuật, đến ngày nay lại kết nối như một mạch ngầm bất tận. Trong đó có những người con của làng đã trở thành nghệ sĩ của nhà hát quan họ Bắc Ninh, đó là nghệ sĩ Nguyễn Thanh Tân và nghệ sĩ Nguyễn Thu Ngà. Hôm nay hai nghệ sĩ sẽ thể hiện câu Em là con gái Bắc Ninh, dân ca văn họ lời cổ. Cùng xin kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể lễ hội chúng ta cùng thưởng thức. Xin kính mời. Oh.
Thu Nhà cũng là người con dâu của gia đình cũng như là người con dâu của quê hương. Hai chị em hiện tại đang công tác tại nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh, đang giữ gìn và phát huy truyền thống vốn có của ông cha ta để lại, đó là dân ca quan họ Bắc Ninh, và đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Bằng tình cảm của mình, hôm nay lệ làng thì hai chị em có những tình cảm để gửi vào trong câu hát để dành tặng cho quý vị và con nhân dân của quê hương mình. Và ngay sau đây thì Thanh Tân xin dành tặng cho quý vị một bài hát, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Điệp, bài hát Vấn Vương Câu Quan Họ, xin gửi tới thần quý vị và con nhân dân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy
trường cao đến trường quả cao buồn đau một niềm câu hát trường chỉ còn đâu đây sông nước yêu tư làng con họ bé bằng trong anh có ly tre làng bé bằng trong tiềm hứng em ở đâu câu hát ở Yeah.
Thế hệ người làng đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến giữ nước, giữ làng. Phút. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con chúng ta an toàn. Dựng nên phong cách, lối sống văn hóa của làng và con người nơi đây. Kính thưa lễ hội, được sự nhất trí của Thường trực Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Nam Sơn, hôm nay ngày 2 tháng 3 năm 2023, tức ngày 11 tháng 2 năm Quý Mão, cán bộ và nhân dân khu Đông Dương long trọng tổ chức lễ hội truyền thống. Về dự với lễ hội, xin được trân trọng giới thiệu đại biểu phường Nam Sơn, xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường Nam Sơn. Xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường. Xin được trân trọng giới thiệu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nam Sơn. Về dự với lễ hội hôm nay còn có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận và các ban ngành, công an, quân sự, y tế, các nhà trường, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về dự với lễ hội còn có các quý cơ quan, doanh nghiệp đang làm việc trên địa bàn và các tập thể, cá nhân trong nhiều năm qua đã ủng hộ, chia sẻ và đồng hành cùng khu Đông Dương, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin được trân trọng giới thiệu ban lãnh đạo, chi hội người cao tuổi của các khu trong phường gồm Đa Cấu, Sơn Động, Thái Bảo, Môn Tự, Nam Sơn, Tự Thôn, Sơn Trung, Triều Thôn và các thôn bạn gồm Giang Liễu, Mộ Đạo, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Đại biểu khu Đông Dương, xin được trân trọng giới thiệu các đồng chí chi ủy, các đồng chí đảng viên lão thành, các đồng chí đảng viên trong chi bộ, các đồng chí lãnh đạo khu và các ban ngành đoàn thể, các ông, bà là người con của quê hương đang làm việc, học tập, sinh sống ở mọi miền đất nước. Và đặc biệt còn có các cụ cao tuổi cùng toàn thể bà con cô bác trong khu cũng về dự đông đủ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Minh Nguyễn Hữu Hình, nguyên bí thư chi bộ và cụ cựu chiến binh Hoàng Trọng Bình, cụ từ đình làng lên đánh trống và chuông khai hội và mời đội trống đội kèn về vị trí. Thank you.
đồng chí Trần Thanh Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường Lạc Sơn. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể lễ hội. Làng Đông Dương xưa, khu Đông Dương nay đã trải qua hàng ngàn năm thăng trầm của lịch sử và kiên cường trong các cuộc đấu tranh vệ quốc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đặc biệt thời kỳ Lý Thánh Tông, triều Lý cùng nhân dân trong vùng đã có công lớn giúp quân đội triều đình do đại tướng quân Nguyễn Công Cử chỉ huy đánh tan quân xâm lược Chiêm Thành, bảo vệ được Giang Sơn, xã Tắc. Đã được nhiều triều đình cấp kinh phí cho xây dựng đền, sau này là đình, và gia phong mỹ tự cho thiên thần Ngũ Vị Đại Vương là thần Hoàng Bàn Cảnh và đại tướng Nguyễn Công Cự là hậu thần để muôn đời thờ phụng. Đã có 6 đạo sắc phong của các triều đình và được nhà nước cấp bằng di tích. Phát huy truyền thống hào hùng đó, trong các công cuộc đấu tranh cách mạng chống Pháp, chống Mỹ và bảo vệ biên giới, đã có hàng trăm người con của làng cầm súng đánh giặc là các chiến sĩ du kích vệ quốc quân, quân giải phóng, đã có mặt trên khắp chiến trường tham gia các chiến dịch quan trọng. Đã có hàng trăm người là dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong, và đặc biệt là mỗi người dân làng Đông Dương đều là chiến sĩ hy sinh hết thảy cho kháng chiến, cho cách mạng. Đã có 7 chiến sĩ, 7 thương binh, 2 lưu bệnh binh, 7 chất độc da cam, và đặc biệt vinh dự được nhà nước phong tặng một mẹ Việt Nam anh hùng. Đã góp phần trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và ngày đã đi cực các trang giải phóng các phong trào để xây dựng đất nước quê hương giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc. Tổ chức lễ hội là sự tôn trọng lịch sử, văn hóa truyền thống, biết ơn các bậc tiên thần, tiên hiệp đã có công lập làng, mở đất, đánh giặc, giữ nước, cứu nạn, là biểu thị cho tinh thần đoàn kết toàn dân để xây dựng quê hương, đất nước. Được sự đồng ý của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Nam Sơn, hôm nay cán bộ và nhân dân khu Đông Dương long trọng tổ chức lễ hội truyền thống năm Quý Mão 2023 với các nội dung sau: tổ chức lễ hội, tổ chức tế lễ tại đình làng và tổ chức rước thần theo truyền thống, tổ chức lễ cầu an cầu siêu cho nhân dân toàn khu Đông Dương tại chùa làng, tổ chức lễ hội ngày 2 tháng 3 năm 2023, tức ngày 11 tháng 2 năm Quý Mão. Tổ chức vinh danh học sinh giỏi, tổ chức khánh thành khu thể thao, tổ chức các cuộc vui chơi, văn hóa, thể thao. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo khu Đông Dương và ban tổ chức lễ hội, xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể phường Nam Sơn đã quan tâm chỉ đạo sát sao các công trào cách mạng của địa phương để có được kết quả đáng khích lệ. Đặc biệt đã đầu tư xây dựng cho khu Đông Dương khu thể thao giá trị hàng tỷ đồng. Đây là sự động viên khích lệ cho các phong trào của khu, đặc biệt là phong trào thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cho cán bộ và nhân dân. Xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu khách quý của các khu trong phường, của các làng trong Hoàng Tử, Ngũ Vị Đại Vương, các đơn vị, công ty, các tập thể, cá nhân đã quan tâm động viên, ủng hộ đồng hành cùng khu Đông Dương nhiều năm qua. Xin được trân trọng cảm ơn các cụ cao tuổi, các bậc lão thành cách mạng là những tấm gương cho các thế hệ sau noi theo, các đồng chí đảng viên trong chi bộ, các ban ngành, toàn thể và toàn thể nhân dân khu Đông Dương đã gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật, tạo thành quá đại đoàn kết. Trong đó có những người con của làng đang làm việc sinh sống ở các mọi miền của Tổ quốc cũng hướng về quê hương để cùng chia sẻ và tham gia xây dựng quê hương ngày càng phồn thịnh, giàu đẹp. Xin kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt
chúc lễ hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Ông bà Hoàng Tiến Anh, hai Phùng Tiến Dương, Đại học Thủy lợi, con ông Phùng Tiến Dũng. Ba Lê Quang Khải, Đại học Nông nghiệp, con ông Lê Tiến Khương. Bốn Hoàng Thúy Nga, Đại học Đại Nam, con ông Hoàng Văn Trưởng. Năm Nguyễn Tiến Thành, Đại học Mở Hà Nội, con ông Nguyễn Văn Sơn. Sáu Dương Ngọc Liên, Đại học Công nghệ Hà Nội, con ông Dương Văn Hồng. Bảy Hoàng Thanh Phong, Đại học Fenica, con ông Hoàng Văn Thắng. Tám Hoàng Văn Hà, Đại học Môi trường Hà Nội, con ông Hoàng Văn Đông. Chín Dương Thị Ngọc Diễm, Đại học Mở Hà Nội, con ông Dương Văn Thỏa. 10. Phùng Tiến Thái, Đại học Nông nghiệp, con ông Phùng Tiến Thắng. 11. Hoàng Văn Đông, Đại học Công nghiệp Hà Nội, con ông Hoàng Văn Đức. 12. Nguyễn Thị Hảo, Đại học Lao động Xã hội, con ông Nguyễn Văn Thảo. 13. Nguyễn Thị Mai Hương, Đại học Lao động Xã hội, con ông Nguyễn Văn Bách. 14. Nguyễn Thị Bích Ngọc, Đại học Thái Nguyên, con ông Nguyễn Đức Xứng. 15. Nguyễn Thị Thanh Ngoan, Đại học Thương mại, con ông Nguyễn Văn Thảo. 16. Quách Thị Ngọc Huyền, Đại học Sao Đỏ, cháu ông bà Ít Hoài. 17. Hoàng Thị Đoan Trang, Đại học Huế, con ông Hoàng Văn Trưởng. 18. Dương Quang Bình An, Đại học Kinh Bắc, con ông bà Dương Quang Đương. Và 19. Dương Thị Hương Ly, Đại học Tài nguyên và Môi trường, con ông bà Dương Công Quẩn.
trình lễ các quan khánh thành khu thể thao. Xin chào cảm ơn. Mà sau lòng dạ bồi hồi vấn vương, người về đúng những nhớ thương, hồi sau nhớ đến đông dương hỡi người. Tiếp theo chương trình các đồng chí quan họ với câu giã tạm người ơi người ở đừng về, sau đây xin mời. Thank you.
Thank you.
người về quê tôi Bắc Ninh quý bạn người ơi, người Bắc Ninh nặng nghĩa tao khang, mái đình làng con gửi trong câu hát, câu hát trao duyên, câu hát mời chào kìa hồi xôn xao, kìa áo tư thân, kìa nón ba tầm, đuôi gà tóc bò lơ thơ, áo the che phạt yếm đào, người ru tôi vào mộng, người ru tôi say đắm dài thờ. Chợt nghe câu hát người ơi người ạ đừng về, chia tay nhau sao mà lưu luyến thế, chia tay rồi dù rằng lại không đi, trăng đêm dằm sao cứ nghe câu hát, áo khăn đầy người gửi lại